Ngày 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa đã ra quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho ông Trần Văn Tâm, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Ông Trần Văn Tâm là người đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo ngành giáo dục thành phố tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2023. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa chúc mừng tân Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, đồng thời đề nghị ông Trần Văn Tâm tiếp tục phát huy kinh nghiệm và năng lực, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, nỗ lực học tập bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.